đang trượt tuyết tôi bị một cô gái mới tập hét to rồi đâm vào ôm chặt lấy tôi sau này cô ấy trở thành bạn gái tôi tôi luôn nghĩ là nguyệt lão đã mở mắt cho đến khi tình cờ phát hiện chứng nhận vô địch trượt tuyết trong ngăn kéo của cô ấy vừa mới từ đường trượt cao cấp xuống tư thế đẹp trai của tôi còn chưa kịp thể hiện đột nhiên nghe thấy tiếng hét lớn cô ấy lao về phía tôi với tốc độ kinh hoàng một cô gái mới tập trượt trong tình trạng hoảng loạn vừa trượt xuống vừa vẫy tay bảo mọi người tránh ra ngay cả gậy trượt cũng bị văng đi tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị cô ấy đâm ngã và ôm chặt lấy, hai người lăn lộn trên tuyết hai vòng mới dừng lại. Động tĩnh khiến mọi người ở khu trượt tuyết đều nhìn về phía chúng tôi. Tôi lúng túng vội vàng đứng dậy, phủi tuyết trên người. Thấy cô gái đó đang ngồi dậy chuẩn bị đứng lên, tôi cúi xuống đưa tay ra để đỡ cô ấy. Cô ấy tháo kính trượt tuyết ra ngay lập tức, nhìn thấy tay tôi đưa trước mặt, hơi khựng lại một chút, sau đó ánh mắt di chuyển dọc theo cánh tay, đột nhiên ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn lên tôi, không biết là do vận động hay căng thẳng, hơi thở của cô ấy có chút gấp gáp, ánh mắt long lanh ngại ngùng nhìn tôi, làn da trắng mịn, tinh tế như lớp tuyết. Cô ấy hít mũi đỏ ửng, giọng nói nhẹ nhàng xin lỗi. Xin lỗi, tôi có làm anh đau không? Dù giọng điệu đầy lo lắng, nhưng giọng nói vẫn rất ngọt ngào. Tôi như bị sắc đẹp đánh trúng, não bộ ngừng hoạt động trong hai giây. Cho đến khi nghe thấy lời cô ấy nói mới tỉnh lại, mở miệng nhưng lại lắp bắp. Tôi không sao, còn cô thì sao? Cô ấy nắm lấy tay tôi đứng dậy, đứng trước mặt tôi, cúi đầu cười ngượng ngùng, rồi ngước mắt dịu dàng nhìn tôi. Khoảnh khắc đó, tôi chỉ cảm thấy tim mình đột ngột dừng lại cảm giác như vừa bị trúng một mũi tên cô ấy xoa xoa đầu tôi hình như hơi chóng mặt câu nói cuối cùng còn chưa kịp nói xong cô ấy đã ngã thẳng vào lòng tôi xong rồi tôi có làm gãy xương sống cổ cô ấy không đây tôi đi qua đi lại trong hành lang bệnh viện nhìn gia đình cô ấy nói chuyện với bác sĩ lòng tôi lo lắng đến cực độ dù không phải tôi đâm vào cô ấy nhưng tôi làm việc ở khu trượt tuyết khách bị thương cũng liên quan đến trách nhiệm của tôi cho đến khi nghe bác sĩ nói không sao cả tôi mới thở phào nhẹ nhõm mẹ cô ấy quay đầu nhìn tôi tò mò quan sát cậu là ai xin lỗi chào gì cháu là sinh viên khoa môi trường của đại học bắc cảnh cháu họ trương hôm nay khi trượt tuyết bác gái bất ngờ ồ lên một tiếng nhìn tôi đầy ẩn ý cậu là nghiên cứu sinh của giáo sư lưu an vũ tôi hơi ngạc nhiên sao lại biết được bác gái gật đầu như hiểu rõ rồi vỗ vỗ tôi tiểu trương cũng may là có cậu bên cạnh như yên gia đình chúng tôi rất cảm ơn lòng tốt của cậu nhìn xem thật là một chàng trai tốt khôi ngô tuấn tú cậu yên tâm tôi chắc chắn đồng ý tôi bị lời khen bất ngờ làm cho mơ hồ gì gì đang nói gì vậy cháu nghe không hiểu chút nào bác gái cười được rồi cậu cũng đừng nghĩ nhiều cậu cứ ở đây chăm sóc như yên tôi quay đầu nhìn liễu như yên trên giường bệnh cô ấy vẫn chưa tỉnh lông mi dài và dày buông xuống nếu ở trường của chúng tôi chắc chắn là nữ thần cấp hoa khôi trường dù tôi quả thật cũng có chút không muốn đi nhưng ở lại đây có ý nghĩa gì đâu hơn nữa tôi cứ cảm thấy có gì đó kỳ lạ Dia, à. cháu phải quay lại khu trượt tuyết. Nếu muộn quá sẽ không còn xe. Ở khu trượt tuyết, nơi đó điều kiện tệ lắm. Đúng lúc gần nhà chúng tôi có căn hộ trống. Sau này cậu cứ ở đó đi. Đây là mật mã. Tôi hoàn toàn choáng váng. Không được đâu. Hơn nữa đi lại cũng không tiện. Ồ cũng phải. Bác gái gật đầu. Vậy thì tặng cậu thêm chiếc xe nữa nhé. Tiểu Trương, cậu biết lái xe không? Có biết. Nhưng vậy cậu lái chiếc xe này đi. Bác gái rút ra một chiếc chìa khóa xe, không nói hai lời đưa ngay vào tay tôi. Tôi cúi xuống nhìn. Là chiếc Porsche. Đúng là hàng xịn. Hóa ra người đâm vào tôi không phải là nữ thần. Mà là vị phá thần. Tôi nuốt nước bọt. Dì à Có phải hiểu lầm gì không? Làm gì có hiểu lầm. Tôi chỉ mong cậu đối xử tốt với Như Yên. Ở bên con bé nhiều hơn. Cậu là bạn trai của con bé. Chắc chắn con bé muốn khi tỉnh dậy sẽ thấy cậu mà. Bạn trai gì chứ? Tôi hoảng hốt. Buột miệng thốt lên. Cháu không phải bạn trai của cô ấy. Bác gái lập tức lo lắng. Không được nói linh tinh đâu sao cứ nói chia tay là chia tay được chàng trai tốt hai đứa ở bên nhau rất tốt mà tuyệt đối không được chia tay biết chưa tôi gần như không còn cách nào giải thích nữa tôi ước gì mình là bạn trai của cô ấy nhưng cô ấy ở đẳng cấp khác nhà lại còn giàu có như vậy đụng một cái là tặng xe tặng nhà cô ấy có thể để ý đến tôi sao tôi còn muốn giải thích đột nhiên trên giường có tiếng rên khẽ liễu như yên từ từ mở mắt tỉnh dậy mẹ cô ấy vội vàng đi tới đỡ hỏi han vài câu liễu như yên dần tỉnh táo cô ấy nhìn quanh phòng bệnh cuối cùng ánh mắt dừng lại ở tôi sắc mặt có chút ngạc nhiên trông như đang bối rối mẹ liễu nhìn thấy biểu cảm đó kỳ lạ nói bạn trai của con mà con không nhớ à ánh mắt đầy khó hiểu bạn trai của con đúng vậy ông nội con nói rồi sinh viên của giáo sư lưu an vũ tiểu trường là bạn trai của con nghe xong liễu như yên sững người mặt đỏ ửng ngay lập tức ông nội ít ra cũng là viện trưởng sao lại đi tìm hiểu chuyện riêng của con ông ấy không có thời gian tìm hiểu đâu Ông ấy tận mắt nhìn thấy con và Tiểu Trương bên nhau, rồi mới hỏi con ấy, "Tiểu Trương?" Liễu Như Yên ngạc nhiên nhớn mày, sau đó đảo mắt, như thể đã hiểu ra điều gì đó, ngay sau đó ánh mắt sáng lên, "Tôi nghĩ chắc chắn cô ấy sẽ nói gì đó để giải quyết hiểu lầm này." Không ngờ, cô ấy cúi đầu, khẽ cắn môi, "Con không nhớ, hình như con bị mất trí nhớ rồi." Mất trí nhớ? Mẹ Liễu Ngạc Nhiên, không phải là do hạ đường huyết ngất xỉu sao? Sao lại mất trí nhớ nữa? Liễu Như Yên nghe xong ngây người, có lẽ là va chạm nhẹ vào đầu không sao đâu chắc không lâu sẽ nhớ lại thôi nhưng liễu như yên lén nhìn tôi không ngờ ánh mắt cũng khá được dáng vẻ e thẹn ấy khiến tôi không thể rời mắt đầu óc trống rỗng lơ mơ cảm giác có phải mùa xuân đến rồi không tuyết ngoài trời chắc đã tan hết rồi để lát nữa bảo bác sĩ xem lại nhé công ty có việc phải đi trước bà ngô sẽ ở lại chăm sóc con tiểu trương làm phiền cậu ở lại với như yên nhé đừng về trường nữa nhà và xe cứ thoải mái dùng chúng ta đều là người một nhà cả cậu đừng khách sáo không thì gì sẽ giận đấy, bác gái cũng không cho tôi cơ hội giải thích, giao liễu Như Yên cho tôi rồi rời đi. Tôi ngại ngùng nhìn theo bác gái đi xa, quay đầu lại thấy Như Yên đang nhìn tôi, thấy tôi nhìn lại, cô ấy vội vàng quay ánh mắt đi, khóe miệng không giấu được nụ cười. Ánh mắt ngượng ngùng mà đầy tình cảm, tim tôi suýt nữa thì không giữ được nhịp. Ngồi bên giường cô ấy, cả hơi thở cũng loạn lên, cũng không biết nên nói gì. Ngược lại, cô ấy mở lời trước, "Anh thật sự là bạn trai của em sao?" Ngón tay cô ấy vặn vẹo tấm ga giường đôi mắt đầy lo lắng nhưng vẫn mang theo chút hy vọng. Cẩn thận nhìn tôi, tôi bỗng nhiên tin rằng yêu một người. Chỉ là chuyện trong khoảnh khắc, giống như lúc này, dopamine trong cơ thể tăng vọt, adrenaline, hóc môn tình yêu, khiến đầu óc tôi như một cái chảo dầu đang nổ tung. Rõ ràng đây là cơ hội rất tốt để giải thích. Nhưng khi tôi nhận thức được, thì tôi đã gật đầu như một kẻ mất trí. Thấy tôi thừa nhận, cô ấy rất vui, nụ cười rạng rỡ và quyến rũ. Cô ấy cầm điện thoại lên hỏi tôi, à đúng rồi, WeChat của anh là cái nào vậy? em tìm không ra tôi giật mình nhanh trí đáp lúc trước em giận anh rồi chặn mất anh rồi cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi nhìn đến mức tôi cảm thấy hơi run rẩy nhưng cô ấy đột nhiên dùng giọng điệu nũng nịu xin lỗi là do em quá bướng bỉnh có bạn trai ưu tú thế này mà còn không biết trân trọng chúng ta kết bạn lại được không nghe đến đây lòng tôi cũng mềm nhũn thầm mắng bản thân đúng là kẻ không ra gì nhất là khi tối đó tôi nhìn căn hộ hạng sang với view sông tuyệt đẹp hơn nữa chiếc siêu xe đầy phong cách không hiểu nổi thật sự không hiểu nổi làm sao chỉ sau một đêm tôi đã lái siêu xe sống trong biệt thự rồi điều này khiến tôi bỗng dưng có cảm giác như thể mình đã bước lên đỉnh cao của cuộc đời cưới bạch phú mỹ sau khi chăm sóc như yên ra viện tôi trở lại khu trượt tuyết để làm việc từ khi vào đại học tôi không còn nhận một đồng nào từ gia đình bố mẹ tôi mất sớm ông nội đã vất vả nuôi tôi khôn lớn gia đình khó khăn đến mức học phí năm đầu của tôi là ông phải đi khắp làng nhiều vả mới gom đủ tôi vừa cố gắng học tập vừa làm thêm dựa vào học bổng và tiền làm thêm để trang trải học phí và sinh hoạt phí mấy năm nay dù tôi rất cần tiền nhưng khu trượt tuyết là ngoại lệ tôi không phải là huấn luyện viên công việc làm thêm ở đây thu nhập rất thấp lý do tôi chấp nhận làm là vì có thể trượt tuyết miễn phí đây là niềm vui duy nhất trong cuộc sống nhàm chán của tôi từ đỉnh núi lao xuống với tốc độ cao tốc độ và cái lạnh khiến tôi tỉnh táo nhưng cũng say mê có thể tạm thời thoát khỏi hiện thực nặng nề ràng buộc tôi quên hết mọi thứ gia cảnh nghèo khó bệnh tật của ông nội những sự khó dễ của các anh chị và giáo sư đều không còn tồn tại nữa Tôi được tự do, giống như một bông tuyết bay lượn giữa trời đất, tuyết văng tung tóe, cảm giác lạnh lẽo dâng lên, trong đầu bất chợt hiện ra hình ảnh Liễu Như Yên hoàng hốt, lao về phía tôi, tôi không nhịn được cười, đôi khi tình yêu đến thật bất ngờ, khiến người ta không kịp trở tay, sự chênh lệch lớn về gia cảnh, khiến tôi khi đối diện với Như Yên không khỏi tự ti, nếu tôi lý trí, tôi nên nhân lúc chưa hoàn toàn chìm đắm, nhanh chóng làm rõ, chăm sóc cô ấy ra viện, coi như đã hoàn thành trách nhiệm của tôi, không nên tiếp tục dây dưa càng không nên tiếp tục lừa dối cô ấy, nếu không sẽ chỉ làm tổn thương cả hai. Đến điểm cuối, tôi thở dài rồi tháo ván trượt. Lúc đi qua quầy tiếp tân, tôi bị quản lý gọi lại. "Trương Hành, nhanh lên nhanh lên, học viên của cậu đang đợi ở đường trượt cho người mới." Tôi ngay lập tức không hiểu, "Tôi làm gì có học viên nào?" "Bây giờ thì có rồi, vừa có người mua vài chục giờ học, chỉ định cậu đến dạy. Yên tâm đi, tôi sẽ trả học phí cho cậu theo mức cao nhất. Mau đi đi." Nói xong, quản lý liền dục tôi quay lại khu trượt. Tôi băn khoăn bước ra sau khi nhìn quanh một vòng tôi chợt khựng lại tôi nhìn thấy liễu như yên trong bộ đồ trượt tuyết đứng trên ván trượt nháy mắt với tôi tiếng ồn ào ở khu trượt tuyết đột nhiên trở nên mờ nhạt chỉ còn lại hơi thở tươi tắn và hoạt bát của cô ấy phả vào tôi chương hành cô ấy vẫy tay về phía tôi anh trượt tuyết giỏi quá anh dạy em được không tôi mỉm cười bước tới em đã như thế này rồi còn muốn học sao em không sao đâu chỉ là ngất xỉu do hạ đường huyết thôi với lại lần này em đã chuẩn bị rồi cô ấy lấy ra hai thanh sô cô la đáng yêu lắc lư trước mặt tôi. Tôi bị sự đáng yêu của cô ấy làm bật cười. Cô ấy rất thông minh. Sau vài lần tôi hỗ trợ, đã nắm được các động tác cơ bản. Tôi theo sát phía sau cô ấy để bảo vệ. Nhìn bóng dáng linh hoạt của cô ấy luồn lách giữa làn sương tuyết, giống như một nàng tiên giấu cánh, rõ ràng lớn hơn tôi vài tuổi, nhưng lại giống như một cô bé nghịch ngợm. Khi chật mệt rồi thì bắt đầu nhão nhẽo, gọi bằng cái tên riêng dành cho tôi, Tiểu Trương lão sư, tha cho em đi mà. Những người đàn ông đi ngang qua đều quay đầu nhìn cô ấy. Nhưng ánh mắt cô ấy không hề rời khỏi tôi. Cả khu trượt tuyết, các huấn luyện viên đều ghen tị. Ánh mắt căm ghét của họ gần như muốn xé xác tôi. Khi nghỉ ngơi, tôi nói với cô ấy, "Lát nữa anh sẽ bảo quản lý trả lại học phí cho em. Anh dạy em, không cần phải trả tiền đâu." "Không được." Cô ấy kiên định nhìn tôi, "Đây là công việc của anh, anh xứng đáng nhận được, không thể vì anh là bạn trai của em mà ép anh phải làm không công." Tôi cười lắc đầu, không trả lời rõ ràng, nhưng cô ấy bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, "Trương Hành, em không đùa đâu." cũng không phải thương hại anh trong mắt em anh là người tuyệt vời nhất là người không cần ai thương hại cô ấy khẽ thở dài một cách khó nhận thấy người có tài năng như anh không nên bị mắc kẹt trong vũng lầy của cuộc sống em muốn thấy anh buông bỏ mọi ràng buộc tự do bay lượn trên bầu trời của riêng anh em tin rằng anh sẽ trở thành một người phi thường tôi cảm thấy lòng mình rung động dữ dội bỗng nhiên mắt tôi nóng lên không kiềm chế được tôi nắm chặt tay cô ấy kỳ nghỉ này trôi qua quá nhanh mỗi ngày tôi đều như đang mơ ngay cả khi trở lại trường tâm trí tôi vẫn chưa ổn định. Tôi biết hạnh phúc này là thứ tôi đánh cắp, vì vậy không khỏi lo lắng, sợ rằng một ngày nào đó Liễu Như Yên sẽ nhớ lại, phát hiện ra tôi đã luôn lừa dối cô ấy, có lẽ cô ấy sẽ ghét bỏ tôi, cũng sợ một ngày nào đó bạn trai thật sự của cô ấy xuất hiện, tôi sẽ phải làm gì? Càng lo lắng, tôi lại càng không thể kiểm soát được việc mình lún sâu hơn. Nhưng không ngờ, trước khi mọi chuyện vỡ lở, Học Bổng đã gặp rắc rối trước. Tôi đang kiểm tra tài liệu thì bạn cùng phòng vội vã chạy đến, "Trương Hành, cậu mau xem" Danh sách nhận học bổng của tập đoàn Cổ Nguyệt đã có rồi, không có tên cậu. Tôi lập tức đứng bật dậy. Sao lại thế? Đơn đăng ký của tôi đã được chấp nhận rồi, sao lại bị loại ở phút cuối thế này? Tổng giám đốc của tập đoàn Cổ Nguyệt là con trai của viện trưởng Hồ. Học bổng này do tập đoàn tài trợ riêng cho viện chúng ta, một trong những tiêu chí quan trọng là phải đạt chuẩn sinh viên nghèo. Tôi dù là về tiêu chuẩn nghèo hay xếp hạng học tập cũng không thể nào bị loại được. Tôi vội mở điện thoại kiểm tra ở mục người được nhận học bổng. Tôi nhìn thấy một cái tên quen thuộc, Trương Hạo. Tôi hiểu rồi, là hắn, đồng môn của tôi, cố tình hại tôi. Trương Hạo và tôi đều là nghiên cứu sinh của viện trưởng. Tôi là người thi vào từ trường khác, hắn là sinh viên gốc của trường. Cả hai chúng tôi đều do giáo sư Lưu An Vũ hướng dẫn. Lúc mới vào nhóm nghiên cứu, giáo sư chỉ định hắn hướng dẫn tôi. Ban đầu hắn đối xử với tôi rất tốt, nhiệt tình chia sẻ cho tôi nhiều dữ liệu. Tôi thật sự rất biết ơn hắn, nhưng sau một buổi hội thảo, mọi thứ đột ngột thay đổi, thái độ của hắn với tôi tụt dốc không phanh. Hắn còn thường xuyên nói xấu tôi trước mặt giáo sư không chỉ sử dụng hết dữ liệu luận văn của tôi, cả quá trình cũng dùng hết, rồi còn công bố trước tôi. Hắn còn vu khống tôi sao chép hắn, giáo sư thiên vị hắn, nghĩ rằng tôi có tâm địa xấu, dần dần càng thêm ác cảm với tôi. Điều tồi tệ hơn là, thí nghiệm của tôi vốn đang tiến triển thuận lợi cũng gặp vấn đề. Tôi buộc phải dừng lại để tìm nguyên nhân. Suốt hơn nửa năm tôi rơi vào trạng thái lo lắng và bế tắc, cho đến khi tôi phát hiện, Trương Hạo đã tráo đổi chất xúc tác của tôi. Hắn đã làm điều gì đó trong thí nghiệm của tôi, khiến tôi luôn tiến hành theo hướng sai lầm suốt hơn nửa năm tôi hầu như làm việc vô ích ai cũng biết gia cảnh tôi nghèo khó tất cả mọi người trong nhóm đều biết tôi chỉ tiêu bảy tám trăm một tháng ngay cả việc ăn một món mặn cũng phải cân nhắc còn hắn thì mặc đôi giày trị giá hàng nghìn mua máy chơi game vài chục nghìn mà không chớp mắt hắn không thiếu tiền hắn chỉ đơn giản là muốn hại tôi thấy tôi lún sâu trong vũng lầy hắn vui vẻ nhưng thứ hắn cướp đi lại là học phí của tôi giống như một con thú bị dồn vào đường cùng sợi dây căng thẳng trong đầu tôi đứt phực tôi lao ra khỏi ký túc xá chỉ muốn đòi lại công bằng trước tòa nhà khoa trương hạo đang cãi nhau với ai đó khuôn mặt đen kịt trông hắn còn tức giận hơn cả tôi nhìn rõ người đang tranh cãi với hắn toàn thân giận dữ của tôi bỗng khựng lại như yên như yên quen hắn họ đang cãi nhau chuyện gì trương hạo quay đầu phát hiện ra tôi tất cả cơn giận dữ của hắn ngay lập tức tìm được chỗ chút tôi còn chưa kịp mở lời hắn đã lao tới tung một cú đấm vào tôi mắt tôi tối sầm tai nghe thấy tiếng liễu như yên hét lên trương hạo anh điên rồi sao cô đừng xen vào hắn túm lấy cổ áo tôi tao cảnh cáo mày đừng có quấn lấy như yên nữa tránh xa bạn gái tao ra tất cả những điều tôi định hỏi đều nghẹn lại trong ngực nghẹn đến mức tôi khó thở tôi không ngờ lại chính là hắn người mà tôi luôn giả làm lại chính là hắn máu trong người tôi sôi lên ngực tôi phập phồng dữ dội liễu như yên muốn đến chỗ tôi nhưng bị hắn đẩy ra hắn đột nhiên tiến tới gần dùng giọng chỉ tôi nghe thấy nói đúng vậy tao đã báo cáo mày sao chép đã loại bỏ mày luận văn thí nghiệm học bổng đều là tao làm cả tao chỉ muốn dẫm đạp mày mày có thể làm gì tao chứ mày không có khả năng đấu với tao đừng hòng cướp như yên khỏi tay tao nói xong hắn đẩy tôi ngã xuống đất quay lại kéo liễu như yên rời đi cô ấy muốn thoát ra nhưng bị trương hạo giật mạnh hắn nửa lôi nửa kéo cô ấy đi tôi ngồi trên mặt đất hỗn loạn một hồi lâu chợt nhớ lại mục đích ban đầu của mình tôi cố gắng đứng dậy để đến văn phòng gặp giáo sư người quyết định học bổng này là thầy lưu giáo sư nhìn thấy tôi bước vào không có vẻ mặt gì dễ chịu. Tôi vừa mới nói được hai câu, ông ta đã lạnh lùng ngắt lời tôi. Chỉ là một chút học bổng thôi mà. Chút tiền này mà đến mức lo lắng như vậy sao? Giống như kẻ nghèo kết xác đầu thai. Câu nói này như một cái tát thẳng vào mặt tôi. Tôi thẳng lưng đáp trả. Chút tiền này mà ông cũng phải trộm cướp. Còn tệ hơn cả kẻ nghèo. Thầy lưu ngước lên nhìn tôi lạnh lùng. Trương Hành, cậu đừng làm loạn nữa. Kẻ làm loạn không phải là tôi, mà là Trương Hạo. Hắn dựa vào đâu mà cướp của tôi? Thầy lưu như nghe được một chuyện cười. Sức của cậu. Đầu cậu có vấn đề à? Bạn gái hắn là con gái của chủ tịch, học bổng đều do tập đoàn tài trợ, cậu còn tranh giành gì với hắn? Lòng tôi đau nhói. Vậy là xét duyệt học bổng không nhìn ai nghèo, không xét ai học giỏi, mà là xem ai có quan hệ phải không? Thầy Lưu cười khẩy một tiếng. Nghèo à? Được thôi, tôi sẽ khiến cậu tâm phục khẩu phục. Ông ta quăng vài bức ảnh trước mặt tôi. Trong ảnh là tôi ra vào căn biệt thự nhà Như Yên và lái chiếc Porsche. Tôi khựng lại một chút mới hiểu ra. Trương Hạo đã cho người theo dõi và chụp lén tôi. Để điều tra chi tiêu của tôi, hắn thật quá bị ổi. Điều này chứng minh được gì chứ? Tất cả những thứ đó không phải của tôi, nhà tôi thuộc diện hộ nghèo. Tôi là trẻ mồ côi, gia đình mắc bệnh nặng, không có nguồn thu nhập. Đó không phải là nghèo, thì là gì? Ông ta cười nửa miệng. Giấy tờ chứng minh hộ nghèo ấy à? Ha ha, ai mà chẳng có người già trong nhà, ai mà chẳng có gia đình khỏe mạnh nhỉ? Tôi cảm thấy không thể tin được, lại nghe thấy những lời này từ miệng một giáo viên. Cậu không cần nhìn tôi như vậy, thôi được rồi tôi không có thời gian tán gẫu với cậu ông ta đuổi tôi ra khỏi văn phòng cuối cùng còn nói thêm một câu nếu cậu không có vấn đề gì tại sao hắn lại chỉ báo cáo cậu không báo cáo người khác đừng nghĩ mình oan ức lắm tôi nằm bẹp trong ký túc xá như một chiếc lá úa cả tuần liền tình yêu mất học phí cũng không còn thí nghiệm giang dở luận văn thì bị hủy sư huynh và giáo sư đều chèn ép cuộc đời tôi rơi xuống vực thẳm chỉ còn lại bóng tối về sau tôi có thử liên lạc với liễu như yên cẩn thận nhắn đi một câu xin lỗi nhưng nhận lại chỉ là dấu chấm than màu đỏ cô ấy đã chặn tôi tôi bắt đầu uống rượu suốt ngày đêm trong cơn mê man tôi nhận ra hình như tôi thực sự chẳng còn gì nữa như thể đã chìm sâu vào vũng lầy càng vùng vẫy càng ngạt thở thà nằm yên không làm gì còn hơn cứ sống lờ đờ qua ngày mơ màng không rõ đã mấy ngày trôi qua tôi bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc dạo này tôi chẳng để ý đến điện thoại mọi thông báo cuộc gọi đều bỏ mặc tôi nghĩ cùng lắm thì bị đuổi học nhưng cuộc gọi hôm ấy cứ đổ chuông rất dai dẳng tôi xoay người nhấc máy nhìn vào màn hình cuộc gọi tôi bỗng tỉnh táo hẳn là ông nội gọi mấy năm nay luôn là tôi gọi cho ông ông chưa bao giờ chủ động liên lạc với tôi ông sợ làm phiền tôi học hành vì vậy thấy ông gọi tôi giật mình theo phản xạ lo lắng không biết có phải ông gặp chuyện gì không tôi bắt máy nghe ông nói một câu lòng mới tạm yên ông nội nói gần nhà có một tiệm thu mua phế liệu mới mở trả giá rất cao cho số phế liệu ông nhặt được từ giờ có thể bán cho họ giọng ông đầy phấn khởi ở tuổi tám mươi mấy niềm vui của ông giống như một đứa trẻ ông bảo ông kiếm được nhiều tiền lắm còn nhiều hơn cả mấy tháng trước gộp lại đến mấy trăm nghìn cháu ơi ông sẽ gửi một ít tiền cho cháu cháu đang lớn nên phải ăn nhiều thịt vào nghe vậy mũi tôi cay xẻ vội vàng nói không cần đâu ông cháu có tiền mà cháu ăn uống rất đầy đủ được 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 ông lặp lại liên tiếp im lặng một lúc bỗng ông nói cháu ông nội thấy cháu rất giỏi đừng coi thường bản thân nhà mình khó khăn như thế mà cháu còn có thể vươn lên cháu giỏi hơn tất cả mọi người nước mắt tôi bỗng chảy dài nén nỗi nghẹn ngào tôi đáp sau khi đặt điện thoại xuống tôi tỉnh dự hoàn toàn khóc một trận xong tôi cảm thấy trái tim mình dần dần sống lại tôi không phải là kẻ trắng tay tôi còn có ông nội tôi là niềm tự hào và hy vọng của ông vì ông tôi cũng nên đứng dậy chuyện này không thể khiến tôi gục ngã nếu không tôi chỉ là một kẻ yếu đuối tôi leo ra khỏi giường nơi đã nằm bẹp quá lâu rửa mặt rồi chạy thẳng đến phòng thí nghiệm tiếp tục làm thí nghiệm tra cứu tài liệu và viết luận văn bắt đầu lại từ đầu cuộc sống của tôi được lấp đầy tôi dồn hết tâm trí vào việc nghiên cứu không còn thời gian để lo lắng hay suy nghĩ nhiều có những khi tôi quên cả thời gian lúc ra khỏi phòng thí nghiệm trời đã tối có khi mệt quá tôi ngủ ngay trong phòng thí nghiệm gục đầu trên bàn ngủ mơ màng cảm thấy dường như bên cạnh có tiếng động nhẹ tôi cố gắng mở mắt hé ra một chút nhìn thấy viện trưởng đang xem tài liệu của tôi ông ấy xem rất kỹ không để ý rằng tôi đã thức dậy tôi vội đứng dậy Chào viện trưởng. Cậu dậy rồi. Ông ấy ngẩng đầu nhìn tôi, lúc nãy định về nhà, thấy đèn phòng thí nghiệm vẫn sáng, vào đây thì thấy cậu ngủ gục. Tôi có chút ngại ngùng, em định nghỉ một lát rồi làm tiếp, không ngờ lại ngủ quên. Viện trưởng chỉ vào máy tính, những thứ này là cậu làm hết à? Tôi gật đầu. Ý tưởng của cậu rất tốt, hướng đi cũng đúng, luận văn cũng rất chặt chẽ. Bất ngờ được viện trưởng khen, tôi không biết phải đáp lại thế nào. Tiểu Trương, tôi nhớ cậu là nghiên cứu sinh của tôi mà. Viện trưởng bỗng hỏi. Tôi lại gật đầu từ giờ cậu báo cáo thẳng với tôi nhé không cần phải thông qua giáo sư lưu nữa tôi sẽ trực tiếp hướng dẫn cậu viện trưởng nói rất thoải mái nhưng với tôi như nghe được chuyện không tưởng viện trưởng là người có uy tín cao trong ngành ông ấy đã lâu rồi không trực tiếp hướng dẫn sinh viên thấy tôi không phản ứng viện trưởng hỏi có vấn đề gì không tôi vội vàng đáp không không có được rồi viện trưởng gật đầu nhìn tôi vậy về sớm nghỉ ngơi đi làm nghiên cứu cũng phải chú ý sức khỏe đừng để những người quan tâm cậu phải lo lắng sau khi viện trưởng rời đi tôi vẫn chìm trong sự kinh ngạc không kìm được tự hỏi có phải vừa rồi đang mơ không tôi thực sự có thể được viện trưởng trực tiếp hướng dẫn viện trưởng là một người có tầm ảnh hưởng lớn trong ngành theo ông ấy tôi sẽ có những nguồn tài nguyên tốt nhất nhưng điều quan trọng nhất là cuối cùng cuối cùng tôi không còn phải đối mặt với giáo sư lưu và trương hạo gương mặt đáng ghét của họ nữa không còn lo lắng và tiêu hao năng lượng hiệu suất của tôi tăng lên nhiều lần gặp phải vấn đề gì tôi sẽ tìm viện trưởng ông ấy luôn cho tôi những hướng dẫn và lời khuyên rõ ràng thậm chí còn xin thêm kinh phí từ viện cho tôi làm thí nghiệm. Tôi hoàn toàn dồn sức vào nghiên cứu, sau nhiều lần chỉnh sửa, hiệu chỉnh, hiệu chuẩn dữ liệu, không ngừng mài rũa. Luận văn của tôi đã hoàn thành. Sau khi viện trưởng xem xong, ông ấy gật đầu, gửi bài cho Sion. Cậu là tác giả chính. Tôi suýt nữa rớt cằm xuống đất, tưởng mình nghe nhầm. Em chỉ là một sinh viên năm 2, gửi bài lên tạp chí hàng đầu. Đùa sao? Tôi thậm chí còn không dám nghĩ đến. Tôi cứ nghĩ tìm một tạp chí nào dễ hơn để đăng. Cũng coi như đạt được thành tích viện trưởng nhíu mày bài viết này của cậu có chất lượng nếu không gửi cho tạp chí hàng đầu chẳng lẽ gửi cho tạp chí chuyện cười cậu là người trẻ lo gì mà không dám thử tuổi trẻ là phải dám nghĩ dám làm viện trưởng đã nói vậy rồi trong lòng tôi không khỏi phấn khích vừa định bước ra thì bị gọi lại ồ còn nữa tối nay cậu đi ăn với tôi nhé về nghiên cứu của cậu tôi đã giúp cậu đăng ký bằng sáng chế có một công ty thích và muốn mua lại họ đưa ra giá 18 vạn tối nay cùng tôi đi bàn việc tôi xích quỳ xuống trước viện trưởng ông ấy không chỉ là quý nhân mà còn như cha ruột vậy chuyện bằng sáng chế diễn ra suôn sẻ việc gửi bài luận có vài trở ngại nhưng sau vài lần chỉnh sửa theo yêu cầu cuối cùng tôi nhận được phản hồi cuối cùng sion đã chấp nhận bài của tôi nhìn vào mục trạng thái ơ tôi như đang mờ không thể ngờ được tôi thật sự đã thành công Ngay bài luận được xuất bản tiền từ bằng sáng chế cũng được chuyển vào tài khoản bước ra khỏi văn phòng viện trưởng tôi cảm thấy trong người tràn đầy nhiệt huyết gió nhẹ nhàng thổi qua sự phấn khích của tôi làm rung động những bông hoa xuân trên cành vài cánh hoa rơi vào tầm mắt tôi mới nhận ra mùa xuân đã đến từ lúc nào không hay mầm xanh non trải dài khắp nơi mùa xuân còn lạnh lẽo nhưng mọi thứ đều đang phát triển mạnh mẽ đúng là mùa đầy hy vọng giống như cuộc đời của tôi tôi lấy điện thoại ra mở ảnh đại diện của liễu như yên lặng lẽ nhìn thật lâu thật sự muốn chia sẻ niềm vui này với cô ấy cô ấy từng nói tôi có thể làm được giờ đây tôi đã thực sự làm được nhưng cô ấy đã không còn ở bên tôi nữa tối đó tôi mời vài người bạn thân trong ký túc xá đi ăn vừa vào quán thì thấy có người đang say xỉn tôi định đổi quán khác nhưng bạn tôi nhận ra người đó đó chẳng phải trương hạo sao tôi dừng bước quay lại nhìn trương hạo cũng phát hiện ra tôi hắn bỗng nhiên phát điên lao tới túm lấy tôi trương hành là mày chắc chắn là mày gây ra chuyện này tao chẳng còn gì nữa mày hài lòng rồi chứ tôi giật mạnh tay hắn ra nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng tôi không biết anh đang nói gì nhưng bất kể anh đã trải qua chuyện gì thì đó là quả báo. Là mày, chắc chắn là mày. Là mày đã bàn bạc với Hồ Tư Doanh để gài tao. Tao sẽ không bỏ qua cho mày. Tôi càng ngay càng không hiểu hắn đang nói gì. Bạn tôi hợp lực kéo hắn ra, mới lôi được tôi ra khỏi quán. Bạn tôi thở hồn hề nói, nghe nói viện đang điều tra vụ học bổng. Nhìn Trương Hạo thế này, có lẽ chuyện đó có vấn đề. Người bạn khác nói, hình như hắn vừa bị chia tay. Trời ơi, Trương Sư Huynh đúng là thảm mà. Tôi như bị xét đánh. Cả người đột nhiên đứng yên, tôi kéo bạn tôi lại bạn gái của hắn chia tay hắn rồi sao bạn tôi gật đầu hình như có liên quan đến vụ học bổng nhưng chi tiết thì tôi không rõ cả đêm đó tôi bồn chồn không yên cầm điện thoại mà đi quanh ký túc xá như một hồn ma mấy lần ngón tay lơ lửng trên nút kết bạn nhưng không dám nhấn sáng hôm sau viện trưởng đột nhiên gọi tôi vào văn phòng tôi cảm thấy có điều gì đó không bình thường quả nhiên vừa bước vào tôi phát hiện ra bí thư giáo sư lưu trương hạo thậm chí cả liễu như yên cũng có mặt tôi không ngờ mình lại gặp cô ấy trong tình huống này trong lòng chợt căng thẳng, khi chào hỏi, tay tôi không biết nên để ở đâu, không biết có phải do ảo giác không, tôi cảm giác như cô ấy cũng luôn nhìn tôi. Bí thư mở lời trước, "Trương Hành, hôm nay gọi cậu đến là vì chuyện học bổng của Cổ Nguyệt. Sau khi viện điều tra rõ ràng, thật sự có vi phạm, cũng nhờ có giám đốc Liễu Như Yên, là người phụ trách dự án của Cổ Nguyệt, đã tích cực thu thập và cung cấp chứng cứ. Giờ đây sự thật đã sáng tỏ, chúng tôi quyết định hủy bỏ học bổng của Trương Hạo, thu hồi lại học bổng sau khi xét duyệt lại." sẽ trao cho người đạt chuẩn một cách công bằng bí thư nói xong vỗ vai tôi một cách thân thiện tiểu trương à dù sao đây cũng là chuyện của viện chúng ta vì vậy tôi muốn giải quyết nội bộ đừng để chuyện lan rộng ra nếu không sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của viện ông ấy là lãnh đạo viện dĩ nhiên muốn chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ thì giải quyết trong êm ấm tốt nhất là giải quyết trong im lặng sau cánh cửa đóng kín việc viện có thể xử lý công bằng học bổng đã là điều rất khó có được rồi thực ra tôi không nên yêu cầu quá nhiều nhưng chỉ cần nghĩ đến hơn nửa năm qua những áp lực tinh thần từ giáo sư Lưu và Trương Hạo, lời vu cáo sao chép, mà cứ như vậy bỏ qua, tôi cảm thấy lòng mình bị đè nặng. Khi tôi cúi đầu xuống, nghe thấy Liễu Như Yên đột nhiên lên tiếng, "Chuyện này, Trương Hành mới là người bị hại." Tôi nghĩ, nên lắng nghe suy nghĩ của anh ấy. Cả văn phòng rơi vào im lặng. Trương Hạo trừng mắt giận dữ, "Như Yên, em giúp hắn như vậy, có phải muốn đẩy tôi vào chỗ chết không?" Vừa mở miệng, hơi rượu vẫn chưa tan hết, có thể thấy hôm qua hắn say đến mức nào. Bí thư không nói gì, nhưng viện trưởng thì đồng ý ngay tiểu trương cậu nói suy nghĩ của mình đi tôi nhìn viện trưởng rồi lại nhìn liễu như yên ánh mắt cô ấy dịu dàng nhưng kiên định tràn đầy sự khích lệ làm cho lòng tôi cũng trở nên bình tĩnh tôi chậm rãi nói từng chữ trương hạo vu khống đạo văn báo cáo sai sự thật về tôi tôi muốn hắn công khai xin lỗi và bị phê bình trước toàn viện còn về lưu an vũ người đàn áp và đánh cắp công trình của sinh viên nhận lợi ích từ sinh viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp ông ta hoàn toàn không xứng đáng làm giáo viên bí thư lộ vẻ khó xử việc này thực sự khó giải quyết sau đó ông liền thay đổi thái độ và quát mắng cả hai còn không mau xin lỗi trương hành lưu an vũ dù không tình nguyện vẫn cười gượng gạo và gật đầu với tôi trương hành à bình thường tôi có nghiêm khắc một chút nhưng tôi tuyệt đối không có phân biệt hay chèn ép sinh viên có lẽ đều là hiểu lầm thôi về chuyện học bổng là lỗi của tôi tôi đã không kiểm tra kỹ lưỡng khiến cậu phải chịu thiệt thòi tôi xin lỗi cậu tôi không trả lời chỉ quay sang nhìn trương hạo hắn đối mặt với ánh mắt của mọi người cắn răng nhả ra một câu xin lỗi tôi không nên báo cáo sai về cậu tôi bật cười khinh bỉ khuôn mặt lạnh lùng tôi không chấp nhận lời xin lỗi không chân thành này nếu các người không thực sự hối lỗi vậy tôi sẽ đưa chuyện này lên mạng để hàng triệu người dùng đánh giá bí thư nghe xong mặt tái mét ngay lập tức đổi giọng đừng kích động có gì cứ từ từ nói chuyện gì cũng có thể thương lượng mà sao lại phải động chút là đưa lên mạng viện chúng ta có thể giải quyết được thật sự có thể giải quyết nếu chuyện này mà lên mạng lan rộng thì không phải là chuyện có thể giải quyết sau cánh cửa nữa rồi, nếu làm lớn chuyện thì ủy ban kiểm tra thành phố có lẽ sẽ phải vào cuộc. Bí thư quyết định cứng rắn, bày tỏ thái độ không thể bảo vệ được nữa thì thôi. Lưu An Vũ cũng hoảng hốt, không còn thái độ cao ngạo nữa, ông ta níu lấy tôi, suýt nữa thì bật khóc, "Trương Hành à, là lỗi của tôi, tôi đã làm sai với cậu, cả gia đình tôi sống nhờ vào tôi, xin cậu đừng tính toán, tha cho tôi đi, tôi có lỗi với cậu, xin lỗi cậu." Ông ta cúi đầu liên tục nói: "Xin lỗi." Trương Hạo cũng bị cảnh tượng này làm cho hoảng sợ, hắn nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, thái độ ngạo mạn biến mất hoàn toàn. "Sư đệ à, là sư huynh sai rồi, cậu nhớ lại trước đây sư huynh cũng từng giúp đỡ cậu, xin cậu hãy tha thứ cho tôi lần này." Tôi vẫn không động lòng, chỉ nhìn bí thư, chờ đợi quyết định của ông ấy. Bí thư thấy viện trưởng và Liễu Như Yên đều không giúp đỡ, ông ấy cắn răng, "Trương Hạo bị ghi lỗi, bị phê bình trước toàn viện, đồng thời thu hồi các phần thưởng về học thuật và đạo đức." hủy bỏ tư cách tiến sĩ miễn thi nếu tái phạm sẽ bị đuổi học lưu an vũ bị đình chỉ công tác vấn đề nhận hối lộ sẽ được chuyển cho cơ quan công an điều tra tiếp cả hai đều sững sờ ngay lập tức như bị rút hết hồn vía họ ngã quỵ xuống đất một lúc sau họ bắt đầu khóc lóc van xin tôi tôi không muốn dây dưa với họ nữa xin phép rời khỏi viện bước ra khỏi tòa nhà viện đứng trong làn gió xuân tôi thở ra một hơi dài mọi sự u ám trong lòng suốt nửa năm qua giờ đây cuối cùng cũng được giải tỏa Cả cơ thể tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Liễu Như Yên cũng bước ra khỏi tòa nhà viện, tôi bày tỏ lời cảm ơn với cô ấy, cô ấy nhìn tôi, nở một nụ cười thoáng qua, "Nếu em nói rằng, chỉ vì em là người phụ trách các dự án tài trợ bên ngoài của tập đoàn, vì thế em buộc phải điều tra rõ, không phải vì muốn giúp anh, anh có tin không?" Tôi ngẩn người một lúc, không biết phải trả lời thế nào, cô ấy nhẹ nhàng bĩu môi, "Anh đúng là ngốc, ngay cả lời nói mỉa cũng không nhận ra. Thế còn em và Trương Hạo?" Tôi do dự rất lâu, cuối cùng cũng hỏi Hắn không phải là bạn trai em, em chưa bao giờ thích hắn, mắt em không kém như vậy. Người em thích là chàng trai vừa giỏi giang vừa ngốc nghếch. Nói xong cô ấy liếc tôi một cái đầy hờn dỗi, rồi quay bước đi. Tôi có chút mơ hồ, nhìn theo bóng lưng cô ấy, hình ảnh dần hòa với cảnh lúc tôi bảo vệ cô ấy khi trượt tuyết. Bất chợt tôi nhớ ra, bộ đồ trượt tuyết của tôi vẫn còn ở nhà Liễu Như Yên. Gần đây có quá nhiều chuyện, tôi đã quên bẵng mất điều này. Tôi đuổi theo và giải thích với cô ấy, cô ấy lái xe chở tôi về lấy đồ kể từ khi mất liên lạc với cô ấy tôi chưa từng quay lại căn nhà này mọi thứ bên trong vẫn không thay đổi nhưng kể từ khi liễu như yên chuyển đến đã có thêm hơi thở cuộc sống bà ngô đã dọn dẹp và cất đồ vào phòng chứa anh tự vào lấy đi nhé cô ấy đi thẳng vào bếp anh còn nhớ đường chứ tôi gật đầu ở đây tôi đã ở lâu rồi tôi biết rõ các phòng trong nhà nhưng phòng chứa đồ thì tôi chưa từng vào dù sao thì bên trong có rượu quý cùng nhiều đồ sưu tầm có giá trị nên vẫn cần giữ chút khoảng cách bộ đồ trượt tuyết của tôi được cất gọn trong tủ Tôi lấy nó ra, ngẩng đầu nhìn thấy một chiếc cúp trong lồng kính. Tôi tò mò bước lại gần, nhìn thấy trên đế cúp có dòng chữ: Vô địch quốc gia trượt tuyết đôi năm 2018. Bên cạnh chiếc cúp còn có một tấm chứng nhận, trên đó rõ ràng ghi tên người vô địch là Liễu Như Yên. Đầu tôi vang lên một tiếng ong ong, cả người tôi sững sờ, không phải chứ? Cô ấy chẳng phải là người mới tập sao? Cô ấy là nhà vô địch trượt tuyết, vậy cô ấy còn học trượt tuyết với mình làm gì? Hơn nữa, rõ ràng lần đầu tiên trượt tuyết, cô ấy vụng về, còn đâm vào mình nữa trông rất dễ thương trong một khoảnh khắc chớp nhoáng tôi bỗng hiểu ra mọi chuyện đặt bộ đồ trượt tuyết xuống và lao ra ngoài liễu như yên đang cắt trái cây nhìn thấy tôi như gặp ma lao ra cô ấy vội vàng hỏi có chuyện gì vậy rồi nhìn kỹ lại thấy tấm chứng nhận trong tay tôi cô ấy cũng hiểu ra ngay chúng tôi nhìn nhau tôi giơ tấm chứng nhận lên em đã lừa anh em rõ ràng biết trượt tuyết vậy mà em còn đâm vào anh tôi không biết nói thế này nghe ra sao bỗng nhiên lại có chút như mình đang nũng nịu cô ấy ngại ngùng hắng giọng đúng vậy em cố ý đấy cô ấy đặt con dao cắt trái cây xuống vừa nói vừa không vui ai bảo em nói với trương hạo vài lần hắn đều không giới thiệu chúng ta với nhau nên em chỉ đành tự tìm cách thôi trương hạo hắn liên quan gì đến chuyện này em quen trương hạo từ câu lạc bộ thời trung học chúng ta chỉ có mối quan hệ bình thường sau này hắn thi đỗ vào làm nghiên cứu sinh cho ông nội em liên lạc giữa hai người dần trở nên nhiều hơn có lần hắn mời em tham dự một hội thảo nói rằng hắn sẽ có phần phát biểu lúc đó em không nhận ra nhưng nghĩ lại có lẽ hắn muốn em thấy hắn khi làm việc nghiêm túc nhưng không ngờ một người khác trong hội thảo đó thu hút sự chú ý của em cô ấy ngước nhìn tôi là anh sao tôi ngơ ngác hỏi cô ấy bất lực nhăn mũi sau hội thảo em hỏi hắn về anh biết rằng hai người cùng một nhóm nghiên cứu nên em nhờ hắn giới thiệu chúng ta với nhau miệng thì hắn đồng ý nhưng mãi chẳng có tiến triển gì nên tôi đành tự ra tay thôi hóa ra là vậy nghe đến đây tôi hiểu rõ hơn nhiều thảo nào sau hội thảo trương hạo thay đổi thái độ với tôi lúc nào cũng muốn hại tôi thì ra là vì lý do này hắn đã có cơ hội hẹn hò với nữ thần nhưng lại để học đệ đi cùng cướp mất không tức giận sao được sau đó em đi học ở viện hắn tỏ ra ân cần với em trước mặt ông nội khiến ông nội còn tưởng hắn là bạn trai của em lúc đó em cũng nhận ra hắn đang muốn theo đuổi em nên em bắt đầu giữ khoảng cách với hắn vậy nên lúc ở bệnh viện khi anh nói anh là học trò của lưu an vũ họ trương mẹ em tưởng anh là tiểu trương mà ông nội em nhắc tới thật buồn cười thật đúng là nhầm lẫn chương này không phải là chương kia nghĩ lại mấy lần trương hạo bày mưu tôi đều được hưởng lợi thảo nào khi hắn biết tôi và như yên thực sự đang hẹn hò hắn tức đến phát điên hắn tưởng rằng em thật sự mất trí nhớ còn nói rằng em bị anh lừa bảo hắn mới là bạn trai của em em biết hắn có vấn đề với học bổng nên em không vạch trần hắn tương kế tự kế vừa ở gần hắn vừa thu thập chứng cứ tôi ngẩn người một lát ngạc nhiên nói vậy ra em thực ra chưa bao giờ mất trí nhớ cô ấy ngừng lại một chút rồi ngẩng mặt thở dài trời ơi anh đúng là đồ khúc gỗ tôi chậm chạp nhận ra và cười mọi chuyện của anh đều đã được giải quyết nhanh gọi điện cho ông nội anh đi kẻo ông còn lo lắng cho anh đấy cô ấy nhắc nhở tôi tôi vội lấy điện thoại ra nhưng vừa bấm vài số tay tôi bỗng dừng lại tôi ngạc nhiên ngẩng lên nhìn cô ấy làm sao em biết em gặp ông anh rồi à một tia sáng lóe lên trong đầu tôi hiểu rồi cái trạm thu mua phế liệu đó là em nhờ người làm Lúc đó ông nói giá thu mua cao hơn thị trường rất nhiều. Vì bản thân lúc đó cũng đang đau lòng nên không nghĩ nhiều. Nhưng việc tốt như vậy sao có thể đến lượt ông? Thì ra em đã nhờ người chăm sóc ông, Liễu Như Yên có chút ngại ngùng. Em chỉ có thể giúp được đến vậy thôi. Còn cuộc điện thoại ông gọi cho anh, cô ấy cười nhẹ gật đầu. Khi ông gọi điện cho anh, em ở ngay bên cạnh. Em đã nói với ông, anh đang gặp khó khăn, nếu ông có thể động viên anh, chắc chắn anh sẽ tràn đầy năng lượng. Lòng tôi như được bao bọc bởi suối ấm mắt lập tức đỏ hoe không thể kìm nén tôi ôm chặt cô ấy vào lòng thật may mắn tôi đã gặp được nàng tiên tốt nhất trên đời có phải viện trưởng cũng là do em thuyết phục không em chỉ nói với ông nội rằng anh rất có tài quyết định cuối cùng để đích thân ông ấy dẫn dắt anh là vì ông ấy đã đọc bài luận của anh hơn nữa anh cũng đã chứng minh qua hành động chúng ta đều không nhìn sai người anh là nghiên cứu sinh đầu tiên của viện trong vài năm gần đây được đăng bài trên tạp chí lớn đấy tôi ngẩn người em biết rồi sao lúc đó anh thực sự muốn chia sẻ với em tất nhiên là em biết em theo dõi rất sát nếu không lỡ mà anh bị cô gái nào khác cũng đi mất thì em chịu thiệt to rồi tôi bật cười qua nước mắt làm gì có cô gái nào để ý đến anh nhà anh khó khăn như vậy bình thường phải đi kiếm tiền còn chẳng có thời gian để đi chơi hay hẹn hò con người lại còn lù đù nữa những năm qua chẳng có cô gái nào thích anh chỉ có em coi anh như bảo vật hỏi xong rồi cô ấy buông tôi ra tôi cười hỏi còn một câu hỏi cuối cùng đôi mắt cô ấy cong lên được thôi anh hỏi đi hôm nay em sẽ nói rõ ràng cho anh lúc em còn chưa tỉnh ở bệnh viện mẹ em đã nhầm anh là bạn trai em anh thấy bà ấy có vẻ rất vui khi em có bạn trai còn lo lắng sợ chúng ta chia tay liễu như yên có chút không tự nhiên vừa sơ cổ vừa ngập ngừng nói em sợ mẹ không đồng ý hơn nữa cứ bắt em phải yêu người môn đăng hộ đối nên là em đã lừa bà ấy rằng em là người đồng tính hơn nữa đang yêu một học tỷ chuẩn bị ra nước ngoài kết hôn với chị ấy miệng tôi mở thành hình chữ o mà nghe Mẹ em vì chuyện này mà ăn không ngon ngủ không yên, nên khi nghe ông nội nói, em cuối cùng cũng có bạn trai, không biết bà ấy vui mừng đến mức nào, cứ nghĩ em cuối cùng cũng trở lại bình thường. Hôm đó khi gặp anh ở bệnh viện, thấy anh khôi ngô tuấn tú, mẹ cũng càng hài lòng hơn, kiên quyết không cho chúng ta chia tay, sợ rằng nếu em buồn lại đi tìm học tỷ để kết hôn. Tôi không nhịn được mà cười lớn, cười đến mức không thở nổi. Cô ấy thật sự quá lém lỉnh rồi, Liễu Như Yên đi tới che miệng tôi lại không cho tôi cười. Tôi xoay người ôm cô ấy vào lòng trong những ngày tháng khó khăn nhất của tôi cô ấy đã âm thầm làm rất nhiều điều vì tôi lòng tôi mềm yếu hoàn toàn còn vài ngày nữa là khu trượt tuyết sẽ đóng cửa cô ấy hỏi tôi có muốn đi trượt tuyết không được thôi chúng ta thi đấu một trận tôi nói mà không suy nghĩ anh hãy cố gắng đuổi kịp em nhé tôi ngập ngừng một chút nói nếu anh cố hết sức mà vẫn không đuổi kịp em thì sao đây nụ cười của cô ấy rực rỡ như hoa xuân em sẽ đợi anh